Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV. Chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về hệ điều hành Linux, các bạn nhé. À, từ bài này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về lập trình self. Đây là cái nội dung cuối cùng của khóa học. Thì chúng ta sẽ có một cái số bài à, giới thiệu về lập trình shell cũng như là một số cái bài tập để cho các bạn tập lập trình ở trên cái nền tảng Linux, các bạn nhé. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái khái niệm lập trình shell nó là cái gì. Thì lập trình shell hay hay còn gọi là shell script đó các bạn thì nó là việc chúng ta viết ra những cái tập lệnh mỗi một cái tập lệnh như vậy thì người ta gọi nó là một cái script và nó sẽ thực hiện một số cái tác vụ trong cái môi trường dòng lệnh Shell script thì thường được sử dụng để tự động hóa các cái công việc lặp đi lặp lại hoặc là để thực hiện các cái tác vụ phức tạp à, để thực hiện các cái tác vụ phức tạp à, như những cái bài đầu tiên mà mình đã giới thiệu với các bạn thì ở trong Linux nó sẽ thường có một số cái hệ thống shell Ví dụ như là cell SH là cell à, nguyên thủy có mặt trên hầu hết tất cả những cái hệ thống Linux hoặc à, Unix nha. Cái thằng thứ hai là BUS thì đây là cái phần mở rộng của cái phần SH. Nó kế thừa những gì đã có trên SH và nó bổ sung thêm một số cái nữa. À, và tại thời điểm hiện tại thì đây là cell được cài đặt mặc định trên các cái hệ thống Linux. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái sale à, khác ví dụ là CSH, rồi TCSH, rồi ZSH. Nha, nó nhiều thứ lắm thì nó có nhiều dạng nhưng mà trong cái khóa học này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái thằng bash à, là cái thằng mà chúng ta sẽ sử dụng và chúng ta sẽ lập trình trên cái nền tảng cú pháp của nó rồi thế thì à, để sử dụng được các công cụ à, để để lập trình được thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái công cụ nào các bạn có thể sử dụng những cái à, chương trình lập trình hoặc là các bạn có thể sử dụng V hay là các bạn sử dụng gedit hoặc là các bạn sử dụng nano tất cả cái này cái nào cũng có thể lập trình được hết. À, nếu mà các bạn không muốn cài thêm những cái tool lập trình thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái thằng nano các bạn nhé. Và các bạn cũng phải lưu ý, nếu mà các bạn viết ra những cái script và các bạn muốn thực thi nó, thì các bạn phải cho nó một cái quyền gọi là cái quyền thực thi. thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là chmod. Sau đó các bạn có cái à, từ khóa là a, e. a à, có nghĩa là all đó, các bạn ha. Rồi sau đó các bạn cộng x rồi tên script À, thì nó có nghĩa là chúng ta sẽ gắn cho tất cả những cái à, người dùng Rồi à, cái nhóm người dùng và những cái dạng người dùng khác có thể thực thi Nếu các bạn không muốn thì các bạn chỉ chọn là U hay là O hay là G thôi nha Rồi à, các bạn muốn thực thi thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là một cái dấu chấm Sau đó các bạn sẽ một cái các bạn đánh cái tên script à, Cái tên của cái tập tin mà các bạn à, đã xây dựng đó Thì à, từ đó chúng ta có thể là run được cái đoạn code đấy Thế thì bây giờ cái cấu trúc mà các bạn lập trình trên cái uh, sales script uh, pass nó sẽ như thế nào, thì nó cũng rất là dễ các bạn nếu mà uh, đây là một cấu trúc chung nè các bạn ha, ở đây thì các bạn sẽ có là cái dấu thang, rồi các bạn chấm thang rồi các bạn có cái thằng là bin sau đó là các bạn sẽ có cái từ khóa là pass và nó sẽ biết rằng là cái file này nó sẽ được đánh dấu là sẽ sử dụng cái thằng pass để thực thi cái shell script của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ có những câu, những có những câu lệnh. À, nếu mà các bạn muốn exit á, thì các bạn có thể gọi cho mình cái thằng là exit không ở dưới thì các bạn thì tự, tự động là chương trình của bạn nó sẽ thoát luôn nhé. Các bạn lưu ý giúp mình một chút xíu về cái mặt cú pháp đó là khi mà các bạn viết À, những cái đoạn sales script thì các bạn nhớ rằng là chúng ta phải viết mỗi một cái lệnh ở trên một cái dòng riêng mỗi một câu lệnh chúng ta viết ở trên một cái dòng riêng thì bắt đầu sales script bằng cái dòng là cban à, các bạn nhìn thấy đó là thang, chấm thang rồi bin bus à, để chỉ định cái sales script mà chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp này là chúng ta sẽ sử dụng cái thằng là bus nhé rồi kết thúc mỗi dòng lệnh thì chúng ta có thể sử dụng dấu chấm phẩy hoặc là các bạn không có dấu chấm phẩy cũng được nếu các bạn viết tách rời riêng từng dòng ra thì các bạn không cần dấu chấm phẩy cũng được nhưng mà nếu giả sử các bạn có nhiều câu lệnh trên một dòng thì các bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy nha à, các bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy thì à, theo mình để mà tường minh á, thì các bạn nên viết mỗi câu lệnh ở trên một dòng và chúng ta không nhất thiết phải có cái dấu chấm phẩy ở trong cái thằng sales script thì các bạn cũng sẽ có khái niệm biến à, chúng ta cũng sẽ có khái niệm biến thì biến trong sale được sử dụng để lưu trữ dữ liệu như là chuỗi nè, hay là số, hoặc là một cái kết quả nào đó bất kỳ. Rồi, để gán được giá trị cho biến thì các bạn sẽ sử dụng cái tên biến rồi các bạn cho nó bằng một cái giá trị cụ thể nào đó nha. Rồi, nếu mà các bạn muốn sử dụng, là tức là các bạn muốn lấy nó ra để các bạn dùng, thì các bạn sẽ có thêm cho mình cái từ khóa đô la phía trước. Lúc gán vào thì không cần có cái dấu đô la, nhưng mà lúc chúng ta lấy nó ra để chúng ta sử dụng, thì các bạn cần phải có cái dấu đô la nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng để ý, nó thường sẽ có hai cái nhóm biến, thứ nhất là biến hệ thống thì đôi lúc à, chúng ta cần phải đụng chạm à, một số cái hành động nào đó liên quan tới cái hệ thống của chúng ta thì các bạn có thể là à, sử dụng những cái biến hệ thống lúc này thì thường là nó sẽ được viết hoa các bạn nhé à, biến do người dùng định nghĩa thì à, các bạn có thể định nghĩa bất kỳ một cái biến ở à, à, đây thì mình sẽ cho các bạn một vài cái quy tắc để chúng ta nhớ khi mà chúng ta đặt chúng ta đặt tên biến thì thông thường đặt tên biến các bạn nên bắt đầu giúp mình bằng một ký tự hoặc là bằng một cái dấu gạch chân xuống phía bên dưới. Rồi chúng ta không được có cái khoảng trắng trước và sau dấu bằng. Khi mà gán giá trị cho biến nha là nó phải viết liền với nhau nha. Biến có phân biệt chữ hoa chữ thường, rồi biến có thể khai báo, bạn có thể khai báo một cái biến có giá trị null bằng cách là các bạn không gắn giá trị cho nó hoặc là gắn một cái giá trị rỗng nha. Rồi không dùng dấu chấm hộ, dấu sao để đặt tên biến. Ví dụ các bạn nhìn lên trên màn hình giúp mình. Ở đây nó có một cái câu lệnh cell script nó như thế này. Các bạn có thể tạo ra một cái biến là n bằng 10 rồi sau đó các bạn là echo thì echo là lúc này chúng ta sử dụng nó đúng không? Thì các bạn nhớ là chúng ta phải có đô la 10 nhé. Ở trong những cái bài học sau thì mình sẽ đi sâu hơn, mình sẽ giải thích hơn cho các bạn những cái câu lệnh nào để nhập xuất dữ liệu ha. Các bạn có thể theo dõi bài học sau. Bây giờ thì mình sẽ mở cái thằng hệ điều hành Linux ra và mình sẽ cho các bạn xem một số cái cell script mà chúng ta có thể gặp được à nhiều lắm các bạn ha. Hầu như là các bạn tải những cái chương trình về thì chúng ta cũng có thể gặp được những cái self script à, bây giờ thì à, các bạn có nhớ những cái bài học hôm trước là chúng ta có cài đặt một số cái ứng dụng đúng không thì khi mà các bạn cài đặt một số ứng dụng đó thì nó cũng có đính kèm một số cái file .sh đó các bạn đây ví dụ mình sẽ vào thư mục hôm nha rồi mình sẽ đi tìm mà một cái thư mục nào đó thư mục download nè hôm trước là chúng ta có cài một vài cái ứng dụng đúng không ví dụ ở đây là r studio nhá à đâu rồi À, như ở đây là mình, như ở đây là chúng ta xóa mất rồi các bạn, ạ à, chúng ta xóa thôi mình, à, mình sẽ tạm thời mình sẽ tạo nhanh cho các bạn một cái shell script các bạn không cần phải gõ đâu, các bạn hiểu cái cấu trúc của nó là được rồi. À, cái buổi học sau đó, thì các bạn sẽ được thực hành với cái à, à, lệnh nhập xuất thì các bạn sẽ có cũng được. ở đây ví dụ như mình có thể sử dụng câu lệnh là sudo nano ha, mình cho một cái file là test.sh như thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ở đây thì mình có thể gõ cái mật khẩu xong thì chúng ta sẽ có thể soạn thảo một cái file. Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ bắt đầu bằng dấu chấm thang, dấu thang nè, chấm thang nè. Rồi các bạn là sẹt pin nè, sẹt pass. Các bạn hiểu kịp không đó? Rồi, ok nhé. Bây giờ thì các bạn có thể cho một cái biến là bằng 10. Nhớ là cái biến n nha. Ở đây là biến n bằng 10. Sau đó các bạn có thể xuất cái biến này ra. Thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh echo câu N nha. Đó, rồi. Như vậy là xong rồi đó. Các bạn thích thì các bạn có thể exit, các bạn không exit thì một tí nữa các bạn phải đóng nó bằng tay nha. Rồi mình Ctrl X để mình lưu lại cái tập tin này. Các bạn yes giúp mình nha. Đó, rồi. Ok. Thế thì ở đây các bạn muốn cái tập tin này nè mà nó thực thi được á, bây giờ mình sẽ trừ li cho các bạn xem. Thì các bạn thấy không cái thằng test.sh ở đây là nó là nó chưa có màu xanh lá cây là nó chưa có quyền là thực thi. Các bạn có thể sử dụng câu lệnh là chmod nè. A cộng x à, các bạn cũng có thể gõ thử giống mình luôn cũng được thực hành luôn đi các bạn các bạn ngồi xuống các bạn làm giúp mình một cái bài tập nhỏ đơn giản như vậy thôi cũng được ha rồi chúng ta ch sẽ hát a cộng x có nghĩa là tất cả người dùng có thể thực thi thì mình sẽ cho cái thằng ví dụ ở ừ, xin lỗi thằng test test chấm sh này tức là cái file này à, mình sudo thêm các bạn ha sudo rồi sudo Xác most a à, test.sh. Bây giờ các bạn có thể truy cập lại để các bạn kiểm tra. Thì các bạn thấy rằng cái file test.sh của chúng ta nó có thể thực thi rồi, đúng không? Thì bây giờ mình có thể chấm ở đây các bạn, các bạn sẽ nhìn kết quả giúp mình nè ha. Mình sẽ thực thi cái file này. test.sh các bạn enter. Thì cái file này nó không làm gì hết á, nó chỉ in ra con số 10 thôi. Các bạn có hiểu kịp chưa? Đó. Thì nhớ giúp mình à, các bạn có thể tạo ra một cái script nhưng mà các bạn phải xác à, mod nó cho nó có cái quyền thực thi thì chúng ta mới thực thi được nhé. Các bạn có thể sử dụng ls trên li để các bạn xem lại cái kết quả ở đây. À, các bạn bỏ y đi thì nó sẽ không có hiện thực cái nốt cho các bạn ha. À, ok. Rồi. Như vậy thì mình đã giới thiệu với các bạn sơ qua về cái phần lập trình cell. Thế thì trong trong cái phần tiếp theo chúng ta sẽ học về những cái gì? À, các bạn sẽ học rất nhiều thứ. Các bạn học về nhập dữ liệu, về xuất dữ liệu, về mảng, về vòng lập. Rồi à, à, về hàm nữa Xây dựng những cái function Xây dựng những cái hàm Hàm nó như thế nào Thì nó khá là nhiều bài học Do đó là mình hy vọng rằng Các bạn sẽ cố gắng các bạn thực hành Thật ra thì Khi mà các bạn sử dụng Sales Script á, Chúng ta không chỉ rồi là Thực hành những cái câu lệnh Giống như là các bạn lập trình C Hay là các bạn học lập trình Java Nó sẽ khác biệt một chút à, Đó là các bạn có thể tương tác bằng những câu lệnh của hệ thống nữa ví dụ như các bạn có những câu lệnh Linux các bạn có thể gõ trên cái terminal này thì trong cái quá trình lập trình nữa các bạn cũng có thể run những câu lệnh đó luôn ok nhá rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của bài học này à, rất là mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những cái bài học tiếp theo đăng ký kênh giúp mình nhé like chia sẻ video và nếu có, có câu hỏi có thắc mắc các bạn có thể comment xuống phía bên dưới cảm ơn các bạn rất là nhiều nha hẹn gặp lại